Sau khi Hà Thanh Xuân thông báo đường ai nấy đi với vua cá coi, thắng ngô, tới nay mọi động thái của cả hai vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Vào chiều 3 tháng 10, thắng ngô đã có bài đăng mới trên trang cá nhân. Vài lời tâm sự, có gì không phải mọi người hỉ xả và bỏ qua bằng tình yêu thương vốn có, hoặc đang tiềm ẩn bên trong của mình nhé, thắng ngô chia sẻ. Kèm theo đó, vua cá coi đăng tải đoạn video kéo dài hơn 40 phút nêu ra những quan điểm, góc nhìn của bản thân. Hôm nay tôi làm video này không phải vì mục đích trần tình hay là chứng minh cho bất kể ai. Tôi chỉ nói ra những tâm tư của mình trên cương vị là một người cha. Đời sống riêng tư của tôi chẳng có gì phải nói cả, đó là cuộc sống riêng tư của mỗi con người. Ngoài ra, thắng ngô cũng thẳng thắn đáp trả khi bị chỉ trích phản bội Sở Khanh. Những người mà nói tôi có căm phẫn, ghét, bình luận thì thực ra tôi không suy nghĩ gì nhiều đâu. Đó là cảm xúc mà, cuộc đời con người không ai như ai cả. Chúng ta đều có những nỗi lòng, vết thương mà không tự giải tỏa được. Khi nhân vật phản diện xuất hiện là tôi, thì các bạn trút giận lên tôi. Điều đó cũng không có gì là lạ. Tôi thấy có nhiều bạn nam, có thể dùng từ đàn ông vô chửi mắng tôi là một thằng phản bội, coi như là khốn nạn, Sở Khanh các loại các kiểu. Chúng ta là đàn ông mà, các bạn có thể nghĩ tôi xấu như thế nào cũng được, nhưng khi chúng ta nói như vậy nó kỳ lắm. Nếu khi nói như vậy, giá trị các bạn được nâng lên, làm cho các bạn tốt hơn, sảng khoái lên, làm điều tốt cho bản thân, gia đình và xã hội thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn tôi nghĩ là không đâu, khó lắm vì chúng ta có suy nghĩ cực đoan trong đầu rồi thì cuộc đời khó tươi đẹp lắm. Tháng 4 năm 2022, thắng ngô đã cầu hôn Hà Thanh Xuân. Cả hai làm đám cưới vào tháng 5 năm 2022, cũng là dịp sinh nhật của nữ ca sĩ. Từ khi công khai chuyện tình cảm, doanh nhân thắng ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân là cái tên được bàn tán rôm rả ở khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên do vì trước đó, thắng ngô xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời ngôn tình cho vợ. Thời điểm nam doanh nhân và Hà Thanh Xuân quen nhau là lúc thắng ngô và vợ cũ đồng thuận ly hôn. Nhiều ý kiến chỉ trích nam doanh nhân bội bạc vì chỉ sau một thời gian ngắn ly hôn với vợ cũ, vua cá coi nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới bên nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Cô bị nghi ngờ chính là người thứ ba chen vào cuộc tình của thắng ngô với vợ cũ. Thậm chí, Hà Thanh Xuân bị ném đá, phải khóa tính năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân suốt thời gian dài. Vua cá coi, thắng ngô và vợ cũ là doanh nhân Thanh Đào từng xuất hiện tình cảm trên sóng truyền hình. Doanh nhân thắng ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân trở thành tâm điểm chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng sau khi công khai chuyện tình cảm. Nhiều người còn gán cho Hà Thanh Xuân là người thứ ba, cố tình xen ngang cuộc hôn nhân của thắng ngô và vợ cũ. Ca sĩ Hà Thanh Xuân xác nhận đã chia tay vua cá coi, thắng ngô vào chiều 10 tháng 9. Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần một năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này. Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ, ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ. Theo đó, ca sĩ Hà Thanh Xuân cho biết cả hai chưa đăng ký kết hôn nên không phải trải qua quá trình ly hôn. Cả hai tổ chức đám cưới khi quen nhau được 2 tháng. Sau khi về chung một nhà, Hà Thanh Xuân gặp áp lực từ mạng xã hội và nhận thấy nhiều điều chưa hòa hợp. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần một năm qua. Ca sĩ Hà Thanh Xuân xác nhận đã chia tay vua cá coi, thắng ngô vào chiều 10 tháng 9.